À, chào các bạn đây là một mớ chè bắp mình mới vừa nấu xong ha rất là thơm mùi lá dứa luôn các bạn đặc biệt mùa này là ngay cái mùa bắp bắp lại tươi ngon lại rẻ nữa mình có thể nấu để tủ lạnh cho gia đình mình ăn múc à, từ hũ này rất là đơn giản dễ ăn ha các bạn nhỏ lại gọn nữa ha thì để được lâu nữa đặc biệt chè bắp này ăn rất là mát luôn á à, giờ sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha À, đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu chè bắp bữa nay các bạn thì ở đây mình có hai trái bắp khoảng 600 g mình lựa trái bắp loại vừa ha không quá non cũng đừng quá già đây mình có 50 g lá dứa thì mình cột thành hai cục rồi một cục để mình nấu với chè một cục để với mình nấu với nước cốt dừa cho nó thơm ha ở đây mình có 200 g đường phèn nếu các bạn nào không thích dùng đường phèn mình có thể dùng đường cắt trắng cũng được còn đây mình dùng một muỗng cà phê muối 1 phần ba khắp nếp hai muỗng canh bột bán một muỗng cà phê à, bột củ năng một lon nước cốt dừa nhưng mà chắc mình dùng khoảng phân nửa lon là đủ ha các bạn khoảng 200 ml ha và sau đây mình bắt tay vào làm nha à, thì bây giờ mình lấy cái tô mình lấy cái bàn bào bắt đầu mình bào bắp ra ha nếu các bạn nào không có bàn bào thì mình có thể dùng dao mình cắt cũng được Rồi, bào này mình bào sát vô trong cái cùi luôn đó các bạn À, xong rồi là các bạn. Thì hai trái bắp thì mình bào cũng được nửa tô ha, rất là nhiều. Thì bây giờ mình bắt đầu đi nấu nha. Và bây giờ thì mình bắt cái son lên ha, mình dặn lửa lên nha các bạn. Thì mình cho năm khắp nước vào. À, thì mình cho một một phần 3 khắp nếp vào nếp này thì mình đã do rồi, đã do sạch sẽ rồi ha. Thì mình cho vào đây mình nửa muỗng cà phê muối. mình quậy đều ha để mình, nấu cho nó sôi ờ thì bây giờ cái nồi nếp của mình đã sôi rồi thì mình quậy lên ha cho mình bỏ cái cuộn lá dứa vào thì bây giờ mình bớt lửa xuống mình dặn lửa thật là nhỏ thì nấu chè này các bạn nhớ dùng những cái son mà nó không dính thì mình yên tâm hơn tại vì có, có nếp nó sôi nó dễ bị cháy cái đít nồi lắm các bạn Ờ để cho nó sôi dài dạo thì mình dặn lửa thiệt là nhỏ luôn thì bây giờ mình đậy nắp lại ha mình để trong khoảng 10 phút À, trong thời gian chờ đợi cái nếp nó nở thì bây giờ mình lấy cái son mình bắt lên mình làm nước cốt dừa hết các bạn thì à, mình dặn lửa lên mình cho nửa lon cốt dừa và khoảng à, 200 ml vào à, mình cho cái cuộn lá dứa này vào ha giờ à, thì mình có còn lại nửa muỗng à, cà phê muối thì mình cho vào luôn Ồ, hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn là khi làm nước cốt dừa thì mình cho thêm một muỗng à, canh đường vào ha hồi nãy mình quên giới thiệu lúc ban đầu thì các bạn nhớ cho một muỗng canh đường thì tùy theo các bạn ăn ngọt hay là à, ăn lạc thì mình thấy một muỗng canh là vừa là tại vì cái chè của mình nó đã ngọt rồi các bạn. Giờ thì mình dặn cho cái lửa vừa thôi đừng để cho nó quá sôi. Ồ, bây giờ thì cái nồi nước cốt dừa mình đã sôi rồi các bạn. đó thì cái này là cái chén bột của năng hồi nãy đó mình bỏ một muỗng canh nước vào mình quậy ha quậy đều mình đổ vô À, mình đổ hết vô là vừa ha. thì bây giờ mình tắt lửa. coi như là nồi cốt dừa của mình đã xong. Ừ, rất là thơm luôn các bạn. thơm mùi lá dứa. Ha. À, cái nếp dừa mình đã xong ha, mình đổ ra trong cái tô. Ừ, nó hơi xanh sò xa các bạn. rất là vừa ăn ha. rồi thì bây giờ cái nồi nếp của mình nó sôi được 10 phút rồi ha. thì bây giờ mình bỏ cái bắp vào nha các bạn cái bắp dàn lửa lên chút xíu rồi, bây giờ thì các bạn thấy cái nồi chè bắp của mình nó đã sôi so lên thì mình vớt cái bọt đi ha ừ, các bạn thấy bây giờ nó sần sạch lại rồi cho nó sôi so lên khoảng 5 phút thì cái này là cái chén bột bán mà các bạn mình rửa sơ qua rồi mình bỏ vào ha bột bán ở đây thì mình không có nên ngâm mình chỉ rửa thôi rồi mình bỏ vô chứ mình ngâm một chút với nó nát bét à nó không mình không có nó không ăn được và mình quậy đều nha các bạn bây giờ thì mình vẫn để lửa nhỏ rất là nhỏ luôn khoảng số 1, số 2 dạ yeah, mình quậy đều và mình đậy nắp lại à, thì nãy giờ mình bỏ bột bán vô được 5 phút rồi các bạn thì bây giờ nó sôi so lên rồi rồi các bạn thấy nó đặt lại rồi ha cho nên lúc này thì mình dặn lửa rất là nhỏ, khoảng số 1 nha các bạn. À, mình quậy đều thì bây giờ mình cho đường phèn vô à, đây, à cho đường phèn vô ha thì cái đường phèn này nó cần khoảng thời gian thì nó mới tan cho nên bây giờ mình tiếp tục đậy nắp lại ha thì các bạn thấy nó sền sệt như thế này là được rồi nha khi mà nó à, khi mà nó nguội xuống thì nó đặc thêm nữa nếu các bạn nào mà thích ăn lỏng thì mình có thể cho thêm với xíu nước còn thiếu ăn đặc thì mình bớt nước lại nha các bạn nhưng mình thì thấy như thế này là được à là chè nãy giờ mình để cho nó sôi cho cũng khoảng 5 phút rồi các bạn bỏ đường phèn vô đó mình chờ cũng khoảng 5-6 phút thì cái đường phèn nó mới tan hết ha à, bây giờ nó tan hết rồi bạn thấy bây giờ nó sền sệt lại đây ha coi như cái nồi chè của mình đã xong bây giờ thì mình tắt lửa để nguội cái chè này mình ăn nguội thì nó mới ngon các bạn thấy nó sần sệt nè nhưng khi mà mình nó nguội lại thì nó sẽ đặc hơn nữa nha các bạn thì các bạn thấy những cái hộp bột bán thì bây giờ nó nở ra nhưng nó vẫn còn cái nhị trắng và chính giữa thì không sao hết nha các bạn mình nấu như vậy nó mới ngon mình đừng có nấu nó nở hết ra thì nó sẽ không có ngon như vậy thì nó vẫn còn cái độ dẻo của nó đó khi mà mình để nó nguội thì nó sẽ nở thêm ra nữa ha Ờ bây giờ thì nồi chè của mình đã nguội rồi các bạn thì mình múc ra cái chén hay là cái ly gì để dành ăn ha thì cái này các bạn có thể múc sẵn ra từng cái ly rồi mình bỏ nó cốt sẵn vậy khi nào mình ăn mình lấy từng ly ra ăn cũng rất là tiện lợi đó các bạn mình ăn thôi nhiều quá sẽ bị ngán hoặc là mình có thể múc vào từng cái ly này nè các bạn nếu mà các bạn có ly lớn thì sẽ nhiều hơn còn cái này thì nhà mình không có ly lớn với lại từ nhỏ nhà mình nó ăn là rất ít á cho nên mình nuốt vô cái ly nhỏ nhỏ như thế này mình đổ nước cốt dừa luôn khi nó ăn thì nó lấy ra từ ly nó ăn có rất là tiện lợi ha đặc biệt là cái này lúc này mùa nóng đó mình để chủ lạnh lấy ra rồi ăn lạnh lạnh nó rất là ngon à, mình đã múc chè bắp vô trong cái những cái hũ nhỏ và những cái chén này là các bạn bây giờ thì mình cho nước cốt vô ha thì các bạn thấy bây giờ thì cái chè của mình nó sền sệt ha nước cốt nó cũng sền sệt nè các bạn rất là ngon luôn đặc biệt là nghe cái mùi nước cốt dừa với lại cái lá dứa đó các bạn rất là thơm còn những cái chén này thì những cái hũ này thì mình chưa có ăn liền thì mình cứ bỏ nước cốt dừa sẵn vô luôn mình bỏ tủ lạnh khi nào tụi nhỏ nó muốn ăn thì nó lấy nguyên hũ nó ăn các bạn chứ nhưng khi mình để riêng đó cái nó làm biến nó không có chịu lấy rồi lấy nước cốt đâu đó lúc này là mùa nóng cho nên là mình cứ nấu mình bỏ tủ lạnh tụi nhỏ nó thích ăn thì nó lấy nguyên hũ nó ăn không cần hâm gì đó các bạn cái này mình phải ăn rất là lạnh thì nó mới ngon xong rồi ha rất là đơn giản dễ nấu mà lại ăn rất là mát nha các bạn thanh nhiệt yeah, dạ, coi như đã xong rồi Thì cái này rất là đơn giản dễ nấu các bạn Rất là ngon luôn ha à, Bây giờ thì mình đậy lắp lại Coi như cái nồi chè bắp mình đã xong rồi các bạn hai trái bắp thì mình nấu được bao nhiêu đây cũng rất là nhiều Và lại ngon ăn lại mát nữa ha à, Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ Để xem những video kế tiếp ha Xin cảm ơn, hẹn gặp lại Bye bye